sao cứ không đưa cái thằng mà thằng thằng kia vô, Smash vô. Smash là hả? Thằng ở trong đội hình dự bị của Khước kìa. Nó nói con Song Hong Min. Khước đưa vô. Đó mấy thằng này nó ấy. Trọng quá. Nó Smith gì ta? Có thằng trong đội hình của Khước thấy có thằng cũng ngon. Để lát đổi thử. Nó lấy băng trời. Anh chơi rất tốt. Tự nhiên tẩy thái như bà khi vậy. Cái này nguy hiểm. Cái gì kìa? Và đây là cú sút. Bóng đã bay thẳng đến vị trí cầu môn. Thôi, đỡ banh thì nhả thôi. Đó, ta đỡ banh thôi mà ta nó chìm lặng mà chưa được chuyện. Một quả đá biên. Thằng kia tự nhiên. Má, nó chưa tới tàn mà nó chìm. Blue team. Công Phượng. Và đây là cú sút. Rồi rồi, thật tuyệt vời. Nó quay mà phải. Không hiểu gì. Tiếng gì gì. Tỷ số đã mở 1-0. Unis Abdelhamid, đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Họ nên thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Anh ta sử dụng kỹ năng tung hình bóng và giữ được quyền kiểm soát bóng. Anh ta đang tỏa sáng với kỹ thuật cá nhân của mình. Má, nó đứng một đấm nữa. Bỏ tài quả tân bóng nhưng không đủ cao. Frankie de Jong. Cứ đứng một tài như chị Đông vậy. Lúc đã dối. Tiêu tấn công rất hay. Ivan Rakitic. Tôi đứng như vậy, đây. Cơ hội. Đó như là một cơ hội. Má. Tuyệt vời. Phạm cố. Đây đây nè. Đoạn kiểm thấp thôi. Đây rồi. Cú sút bóng rất mạnh và đá cứ đổ bóng. Chết mẹ vui đồng chúng nó mạng lại rồi. Nguy hiểm. Một cú sút chéo góc và đó không phải là một cú sút lớn cho thủ môn. Sao kỳ ra. Chủ nhật là Mỹ hết á. Vâng, thủ môn anh ấy đang làm gì ở đây? Anh ấy quyết định chơi như một đội vậy. Thật tuyệt khi sút. Trời ơi, ghi bàn cũng ngon luôn. Đúng. Tao lấy thủ môn là nó lừa luôn hả? Vâng, họ đã không biết rằng như là vì đó là thủ môn. Nhưng người đã làm gì? Vâng, người đã có một chút may mắn. Má thằng láo vậy. Đó.
Tỷ số được đưa lên 2-0. Có cơ hội. Hơn thôi, căng hơn. Vào. Bàn thắng tuyệt đẹp của Diego Costa. 2-1 chưa? 2-1. Di chuyển rất thông minh và cú sút cũng thật tuyệt vời. Ồ, nó chắc chắn là bàn thắng rồi. Nỗ lực rất đáng khen. Tỷ số bây giờ đang là 2-1. Trên mặt tôi nghĩ là có chấn thương rồi. Kylian Mbappe floating. Và đó là một quả đánh đầu. Phán đoán chính xác. Mọi người đã ôm bóng trong tay. Tôi đã đánh đích với tỷ số 2-1. Trong tay đã thử còi và chúng ta bắt đầu hiệp 2. Kylian Mbappe floating. Trận đấu tiếp tục. Frankie de Jong. Rất trống trải. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Phối hợp tốt. Và đây là cú sút. Vào. Cả đội đã không bỏ cuộc. Hai đều. Tôi nghĩ trận đấu bắt đầu rất hai đều. Một trận đấu tuyệt vời. Trận đấu diễn ra rất căng thẳng. Tỷ số đã cân bằng. Đó là một sự cố tuyệt vời của đội. Jordi Alba làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Frankie de Jong. Anh ấy đã xuất hiện và làm chiếc cầu bóng. Một quả đá biên. Đây rồi. Công thức. Một cú sút bóng rất mạnh và đá cú đầu bóng. Frankie de Jong. Busquets.
Kylian Mbappe Blotin. Văn Đức. Xuân Trường. Virgil van Dijk. Cơ hội. Các bóng vào đi. Mất bóng rồi. Cần phải tháo bóng ngay. Thủ môn đang kịp thời khép bóng. Luka Jovic. Chúng ta đang trong thời điểm cuối cùng của trận đấu, nhưng tất cả mọi người vẫn đang theo dõi rất sát mọi thứ trên sân. Sergio Busquets. Nguy hiểm. Đá cướp được bóng. Hai đều. Ồ, khá dễ. Lắc nữa hả? Ha, vô lại được chưa? Được rồi. Để thay một thằng vô. Mình vô đi. Đá gì mà cứ lắc hoài. Ồ, sao tự nhiên cứ cổ tài nó cứ bị văng. Nó kêu là cái nói mạng không ổn định. Bấm ok cái nó văng luôn. Vãi chưởng. Không vô chưa? Tại vô trong rồi. Đang đứng ở giữa chỗ đội hình để chỉnh sửa xíu. Mời rồi đó vô đi. Ok. Coi lại ổn chưa? Rồi. Sao không hiểu tắc kỳ. Biết nữa.